chào, chúng ta sẽ thử trên chiếc Wigo nhá. Bùi Văn Tới đang là người cầm lái. Một khoang cabin đơn giản, mang nhiều hơi hướng cổ điển. Xe bắt đầu tăng tốc để vào vòng số 8. Với chiếc Wigo này thì kích thước của kính khá là lớn. Cột chữ A nhỏ, tầm quan sát tốt hơn i10 khá nhiều. Ở vị trí này chúng ta có thể quan sát hết, gần như là hết toàn bộ các đầu cọc. Điểm mù khá là ít tại vị trí cầm lái. VSC là một chiếc xe hạng A lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam của hãng Toyota. Sau vòng số 8 thì chúng ta sẽ thử cái cảm giác khả năng tăng tốc của Wigo cùng sử dụng động cơ 1.2 lít hộp số 4 cấp giống như trên i10. Chúng ta sẽ test thực tế xem chiếc xe này tăng tốc như thế nào. Đấy, chuẩn này. Về vị trí xuất phát và đổi lái ạ. Chuẩn bị vào phần tăng tốc. Morning đi chậm về vị trí xuất phát và đổi lái. Bảng đồng hồ của Wigo này khá là dễ quan sát, màn hình đơn sắc, độ tương phản cao. Chuẩn bị vào điểm xuất phát tăng tốc. Bắt đầu đi hết ga đi em. Vòng tua động cơ lên rất nhanh. 60, 70, 80 rồi. Các bạn nghe thấy tiếng zip cũng không hề nhỏ. Có khả năng còn cao hơn i10 một chút. Mặc dù đạp thốc ga và ở giải tốc độ như vậy nhưng đèn eco vẫn sáng. Khá là lạ. Vòng zip zắc. Wigo thì không được trang bị cân bằng điện tử. Các bạn đã thấy đặc biệt là vị trí hàng ghế thứ hai này thì cái độ văng của xe là khá lớn. i10 có lẽ là chiếc xe ổn định nhất trong cái phân khúc này. Tuy nhiên thì Wigo cũng rất là đáng nể. Chúng ta sẽ thử giảm sóc và giảm sóc về cơ bản là khá là cứng, hơi ồn. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang trải nghiệm trên chiếc Morning.